Đây là tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 3 đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển ô tô, xe máy. Chỉ sau một thời gian lập chốt, tổ công tác đã tạm giữ và tiến hành kiểm tra một số trường hợp có biểu hiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, đa số người vi phạm đều có thái độ không hợp tác. Anh cứ để tôi cầm máy ra, anh cứ ngậm sâu vào, anh ngậm sâu giúp tôi, thổi một hơi mạnh. Thổi chưa ấy, chưa được. Chưa. Nó báo là thiếu hơi thở. Những trường hợp mà chúng tôi kiểm tra ấy, thì người ta thường là mang tính chất là biện chứng. Người ta nói người ta mang các cái lập luận của người ta ra để chứng minh cái việc người ta sử dụng bia rượu là cái vô tình, luôn luôn đưa ra các cái lý do người ta để chống chế và không hợp tác với lực lượng cơ quan công an khi chúng tôi tiến hành kiểm tra. Thực ra thường thường ngày thì cũng vẫn hay uống, mà uống cũng chỉ khoảng vài 3-4-5 cốc thôi. Thì không biết là nó bao nhiêu cốc thì nó là đủ cái nồng độ để mà nguy hiểm. Từ mùng 1 tháng 8 tới đây, khung xử phạt mới các lỗi vi phạm luật giao thông chính thức được áp dụng. Những lỗi vi phạm về sử dụng rượu bia khi lái xe sẽ bị xử lý rất nặng. Cụ thể, nếu điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị phạt ít nhất từ 16 đến 18 triệu đồng.